Vậy đấy. Bắt vào đây, con này về làm lộn đúng không? Con sướng, con này về làm lộn đúng không? Con này làm lộn ngon lắm, về làm lộn ngon. Mà cắn đi, cứ đứt con tay đi. Nó mới chết về cho nên nó to. Con kia tươi, con này kia tươi lắm. Con đấy tươi. Con kia chỉ cần cắt cái xung quanh của nó ấy, mang về. Con này cháu con tươi à chị? Con này tươi. Thank you.